Đây mọi người, hôm nay mình xào thịt dê. Thịt bò này nhiều. Thịt dê của mình đây. Để hơi tỏi. Xả. Đây mọi người. Thịt tỏi trước. Rồi mình đổ thịt dê vào, để thịt dê cho mọi người. Đây. Chúng ta mình là để chẳng biết nó là ok rồi.